thưa quý vị mời quý vị theo dõi chương trình 12 giờ của đài phát thanh và truyền hình thành phố Cần Thơ. Kính thưa quý vị, nằm trong chuỗi sự kiện nhân ngày thế giới phòng chống ung thư, vào tối qua, 4 tháng 2, tại nhà văn hóa Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, bệnh viện ung bướu thành phố Cần Thơ phối hợp với hội ung thư Cần Thơ và quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư nghèo. Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Dương Tấn Hiển, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ Nguyễn Trung Nhân Trưởng ban tổ chức Thành ủy Lê Tấn Thủ, lãnh đạo một số sở ban ngành thành phố cùng dự. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống ung thư, các hoạt động với mục đích nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc phòng chống ung thư, tầm soát phát hiện sớm ung thư cũng như hỗ trợ cho các bệnh nhân ung thư nghèo. Với mục tiêu lan tỏa thông điệp phòng chống ung thư, chẩn đoán sớm ung thư, chia sẻ một phần khó khăn cho bệnh nhân ung thư Đặc biệt, với sự tham gia của các chuyên gia nhiều kinh nghiệm về ung thư, sẽ giúp cho công tác phòng chống ung thư tại Cần Thơ và dùng đầu bằng sông Cửu Long sẽ càng thêm hiệu quả. Đây còn là dịp cầu nhân ái là nơi sẽ chia những tấm lòng từ thiện với các bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn. Kinh phí từ các nhà hảo tâm không chỉ được chuyển tới tận tay người bệnh, mà còn được sử dụng giao việc phòng ngừa và phát hiện sớm ung thư. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố Cần Thơ làm việc với huyện Phong Điền về công tác tuyển quân năm 2023. Ông Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố tham dự. Năm 2023, huyện được thành phố giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 205 thanh niên nhập ngũ, trong đó quân đội là 145 thanh niên và công an là 60 thanh niên. Tính đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho lễ giao nhận quân của huyện đã sẵn sàng. Ông Nguyễn Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố lưu ý một số nhiệm vụ quan trọng từ nay đến ngày giao quân. Đề nghị địa phương tiếp tục nắm tình hình tư tưởng của gia đình và thanh niên trúng tuyển, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác tuyển quân, chuẩn bị chu đáo về công tác hậu cần, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh COVID-19, chuẩn bị chu đáo cho buổi lễ giao nhận quân. Dịp này, lãnh đạo thành phố và huyện Phong Điền đến thăm hỏi tặng quà cho hai gia đình thanh niên ở thị trấn Phong Điền và xã Trường Long. Đoàn công tác của quận ủy Ô Môn do ông Nguyễn Hoàng Ba thành ủy viên bí thư quận ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân quận Ô Môn làm trưởng đoàn cũng vừa đến thăm động viên các thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trước ngày nhập ngũ. Đoàn đã đến thăm gia đình các thanh niên Trần Ngọc Hận, Hàm Minh Dũng, ngụ phường Thới Long, thanh niên Nguyễn Phi Điền, Quỳnh Thanh Sang, ngụ phường Long Hưng, Tại mỗi nơi đến, Bí thư quận ủy Ô Muôn đã gửi lời thăm hỏi ân cần đến gia đình và thanh niên, đồng thời biểu dương tinh thần xung kích tình nguyện của các thanh niên trong thực hiện nghĩa vụ thiên liêng với Tổ quốc. Đồng thời mong muốn các thanh niên nỗ lực rèn luyện học tập trong môi trường quân ngũ, hoàn thành sứ mệnh cao cả của tuổi trẻ. Ngân hàng Chính sách Xã hội quận Đinh Kiều tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Năm 2022, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội quận tập trung triển khai thực hiện tốt hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn, kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đến nay, tổng nguồn vốn thực hiện trên 92 tỷ 300 triệu đồng, có hơn 1.625 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được dây vốn, nâng tổng dư nợ các chương trình cho vay trên 221 tỷ đồng, tăng trên 43 tỷ đồng so với năm 2021. Năm 2023, Ngân hàng Chính sách Xã hội quận tiếp tục chủ động tham mưu, giao chỉ tiêu cho từng đơn vị địa phương, tích cực phối hợp với chính quyền và hội đoàn thể, ra soát nhu cầu vay vốn của các hộ trên địa bàn để triển khai cho dây khi có nguồn vốn, thẩm định cho dây đúng đối tượng hạn mức, sử dụng vốn đúng mục đích. Năm 2022, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã giao cho quận Ninh Kiều làm chủ đầu tư thực hiện dự án cải tạo 5 nút giao thông trong nội ô thành phố. Tuy nhiên cho đến nay thì tiến độ thực hiện các dự án này còn chậm so với kế hoạch. Năm nút giao nằm trong kế hoạch thực hiện của dự án là nút giao 30 tháng 4 Nguyễn Văn Linh, 3 tháng 2 Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Văn Cừ Nguyễn Văn Linh, Trường Hương Đạo 3 tháng 2 Mậu Thân và nút giao Mậu Thân Nguyễn Văn Cừ Võ Văn Kiệt. Tổng mức đầu tư cho dự án này gần 1.200 tỷ đồng, được thực hiện trong giai đoạn 2021-2025. Đến nay, dự án này vẫn còn trên giấy và vẫn chưa có sự thống nhất trong phương án, thiết kế kỹ thuật cũng như kinh phí xây lắp, giải phóng mặt bằng khó khăn lớn nhất của cái 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 vấn đề mà sở dựng nêu ra đó đó là về quy quy mô mở rộng cái nút giao thì cụ thể là trong nghị quyết hội đồng nhân dân thì có quy định là việc mở rộng cái nút giao sẽ đảm bảo theo lộ giới quy hoạch À, tuy nhiên á, thì à, nếu mà thực hiện theo đúng lộ giới quy hoạch đó, thì à, dự toán tổng mức đầu tư sẽ tăng lên rất là nhiều. À, Ban cũng đã đề xuất cái phương án là chỉ đảm bảo về bán kính công mở rộng theo đúng quy mô đầu tư đã được duyệt trong chủ trương đầu tư. Còn riêng đối với phần vỉa hè mở rộng theo đúng như cái lộ giới quy hoạch trong quyết định quy hoạch đó, thì à, không thực hiện chỉ thực hiện đảm bảo là mở rộng tối đa là hai mét rưỡi. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về đến kiểm tra việc nâng cấp mở rộng công trình giao thông nông thôn dằm sáng Ba Láng thuộc địa bàn xã Nhân Nghĩa. Công trình có tổng chiều dài trên 4.000m, chiều rộng 4m, trên tuyến xây dựng 7 cây cầu giao thông và 15 cống tròn, được thực hiện theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, tổng kinh phí trên 120 tỷ 400 triệu đồng từ nguồn ngân sách thành phố. Công trình được khởi công xây dựng vào giữa tháng 10 năm ngoái. Hiện đơn vị thi công đã hoàn thành được khoảng 25% khối lượng, dự kiến đến tháng 11 năm 2023 đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa của bà con nhân dân. Lãnh đạo quyện chỉ đạo ngành chuyên môn đôn đốc đơn vị thi công để nhanh tiến độ xây dựng các công trình, đảm bảo an toàn và đúng theo kế hoạch đề ra, đồng thời chỉ đạo chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, dẫn động các hộ dân tự nguyện hiến đất qua màu, phá dỡ các hàng rào bị dướng nhằm giúp thuận tiện cho việc thi công công trình. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định ngày hôm qua 4 tháng 2, nhiều thành phố ở khu vực Trung Bộ và Nam Bộ, trong đó có thành phố Cần Thơ, có ngưỡng chỉ số tia cực tím rất cao. Thời điểm xuất hiện chỉ số tia cực tím cực đại thường sẽ ra từ 10 giờ cho đến 13 giờ. Cụ thể, chỉ số tia cực tím tại thành phố Cần Thơ ngày 4 tháng 2 là 8.4 và từ ngày hôm nay đến ngày 7 tháng 2, chỉ số tia cực tím tại Cần Thơ là 999. Theo thang bản đo chỉ số tiêu cực tím, từ 3 đến 6 là trung bình, từ 6 đến 8 là cao, từ 8 đến 10 là rất cao, gây bỏng trong thời gian 25 phút và từ 11 trở lên là cực kỳ cao, rất nguy hiểm. Nguy cơ làm tổn thương da, mắt bị bỏng, đi tiếp xúc ánh nắng mặt trời trong khoảng 15 phút nếu không được bảo vệ. Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần có các biện pháp chủ động để bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của tia cực tím như đeo kính mắt có tác dụng chống tia cực tím đội nón, quần áo chống nắng, hạn chế ra nắng giờ cao điểm, sử dụng kem chống nắng có quan phổ rộng, nên bôi lại kem chống nắng sau 2 giờ. Thưa quý vị, hôm nay là rằm tháng Giêng. Theo ghi nhận của chúng tôi, thì thị trường đồ chay tại các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Cần Thơ sôi động. Các loại thực phẩm chay phong phú từ hàng khô chưa chế biến cho đến các loại được chế biến sẵn, có thể ăn ngay, đều được người tiêu dùng lựa chọn. Rằm tháng Giêng là ngày rằm lớn trong năm, bên cạnh việc đi chùa cầu bình an may mắn nhiều người chọn cách ăn chay bởi đa số tin rằng việc ăn chay sẽ mang lại điều tốt đẹp cho bản thân và gia đình nhiều người còn cho rằng ăn thực phẩm chay sẽ giúp thanh lọc cơ thể tốt cho sức khỏe năm nào cũng vậy gầm tháng 1 này là ăn hết nhà cho đỡ sắp xanh có sẵn chung là chị mua sẵn gì chế biến gì về chị làm lại ăn giá dao động thì cũng bình thường không có lên xuống thường một tháng ăn tương hai lần 14 15 29 30 theo mình nghĩ thì ăn tương nó cũng được cái phần nào có không đứt ngày thường thì ít ăn chay lắm nhưng mà ngày rằm với lại đầu năm ngày mùng 1 á, mùng 1 á, âm lịch á, tháng Giêng á, là có ăn chay. Nhu cầu ăn chay tăng nên sức tiêu thụ thực phẩm chay cũng tăng nhiều lần so với ngày thường. Tuy nhiên, theo các chủ tiệm hộ kinh doanh cho biết, giá thực phẩm chay không tăng so với ngày thường. Cụ thể, tàu hũ chiên có giá 3.000 đồng một miếng, tàu hũ kỳ chiên sẵn 10.000 đồng một bịch, cà tím nướng sẵn 15.000 đồng một hộp, bún bì 20.000 đồng một hộp, Dần dần Ngày rằm lớn mà chẳng hạn nên là chủ hàng người ta tăng ấy, thì mình mới tăng ấy. còn nếu mà mấy cái đậu lành nó yếu là lên thì em không có lên là vẫn giữ giá bình thường chứ không có tăng giá chủ yếu ở đây là em bán đồ hũ là cái ngày thường thì ba chục cân ngày dầm thì tầm độ khoảng sáu chục cân để việc ăn chay thực sự tốt cho sức khỏe người tiêu dùng cần chú ý lựa chọn thực phẩm chay có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng không phụ gia độc hại bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm Phòng Kinh tế quận Thốt Nốt cùng trạm chuyên môn và các địa phương tổ chức thăm đồng diện tích lúa đông xuân 2022-2023. Dù đông xuân này, bà con nông dân trên địa bàn quận Thốt Nốt xuống giống được hơn 3.600 hecta lúa đang trong giai đoạn chắc xanh đến chính. Nhờ ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào trong sản xuất, nên dịch hại gây bệnh ít, rầy nâu chỉ gây hại ở mức độ nhẹ đến trung bình, không làm ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây lúa đến nay cũng đã có hơn 500 ha diện tích bắt đầu cho thu hoạch với năng suất lúa tươi ban đầu từ 900 ha đến 1 tấn 1 công. Dự kiến diện tích lúa đông xuân 2022-2023 trên địa bàn quận Thốt Nốt sẽ thu hoạch rộ từ sau ngày 15 tháng Giêng âm lịch. Tính đến hết tháng 1 năm nay, nông dân trên địa bàn quận Ô Môn đã xuống giống được 169,95 ha rau màu. Đến nay đã có 67,2 ha đến thời điểm thu hoạch với các loại cây trồng chủ lực như đậu xanh, đậu nành, bắp, mè, dưa hấu, nấm trơm, cải, cà chua, ớt, bầu bí, rau muống, dân dân. Tập trung nhiều ở phường Trường Lạc, Thới An. Theo các đồng hộ, thời tiết năm nay diễn biến khá phức tạp. Tuy nhiên, do có bước chuẩn bị từ sớm nên các diện tích canh tác phát triển ổn định. Bên cạnh đó, phòng chuyên môn cũng thường xuyên phổ biến các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng, cũng như hỗ trợ kỹ thuật đối với những hộ trồng mới để người dân đảm bảo được năng suất, chất lượng đầu ra nông sản. Quỹ ban nhân dân quận Bình Thủy tổ chức triển khai kế hoạch tổ chức hộ khỏe phù động năm học 2022-2023. Theo kế hoạch, lễ khai mạc hội khỏe Phù Đổng quận Bình Thủy năm học 2022-2023 sẽ diễn ra vào sáng ngày 11 tháng 2 tới tại sân trường Tiểu học Bình Thủy 2, có 19 trường tiểu học trung học cơ sở với trên 680 học sinh tham gia. Hội khỏe Phù Đổng quận năm học 2022-2023 sẽ tổ chức 7 môn thi đấu gồm: bóng đá, điền kinh, bơi lội, cờ vua, đá cầu, cầu lông, bóng chuyền. Đây là hoạt động nhằm tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương bác Hồ vĩ đại, thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao trong học sinh để nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình 12 giờ của đài chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.